Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hằng và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những thông tin gì thú vị nhé. Tin đầu tiên, vì sao Phan Triệu lại dính không chịu chấp nhận Phùng Thiệu Phong dù cả hai người đã có con. Tin thứ hai, Dương Mịch bị quay lén vô cùng nhạy cảm ở phim trường học Châu Phu Nhân. Tin thứ ba, sau thực tế thử thách cực hạn của Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba tham gia bị tố cáo đạo nhái. Tin thứ tư, tiết lộ lịch trình làm việc dày đặc của Vương Như Bắc. mến thời gian gần đây thì những thông tin liên quan tới cặp vợ chồng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả và có thể nhận ra một điều rằng mặc dù hiện tại cả hai đã kết hôn và sinh con nhưng fan của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề chấp nhận Phùng Thiệu Phong, vậy lý do là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã bay tới Hà môn thăm Phùng Thiệu Phong đang ở đoàn phim, sau đó có người bắt gặp cặp vợ chồng sau này nắm tay đi dạo, có cảm giác rất bình dị và thân mật. Kể từ khi trở lại sau sinh, Triệu Lê Dĩnh đã làm việc chăm chỉ, hữu phỉ cũng đã kết thúc và Triệu Lê Dĩnh đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Tận dụng khoảng thời gian hiếm có này, Dĩnh Bảo cũng trở về với gia đình. Mới đây, khi Triệu Lê Dĩnh vào phùng thợ phong giữa đêm nắm tay nhau, cùng đi bộ trên đường đã bị chụp lại và phân tán. Đối với một cặp vợ chồng mà nói đây quả là một cảnh tượng quá ấm áp ban đầu bức ảnh này cũng nhận được rất nhiều phản hồi tốt mọi người đều cảm thấy vui mừng vì triệu lệ dĩnh bây giờ đã có thể ở bên người mình yêu vừa lãng mạn vừa cảm động tuy nhiên đối với hạnh phúc của cô ấy không phải cứ là fan thì sẽ đều tán thưởng một số người nói rằng triệu lệ dĩnh là một diễn viên mọi người chỉ nên chú ý tới công việc của cô ấy đừng quan tâm tới đời sống của cô ấy Mặc dù người hâm mộ của Triệu Lê Dĩnh đang thể hiện thái độ bảo vệ cô, vậy nhưng netizen, các non fan và những người qua đường có thể đọc được một đoạn cảm xúc khác từ phía Dĩnh Hòa Trung. Fan của Triệu Lê Dĩnh dường như không muốn mối quan hệ của cô ấy và chồng có bất cứ liên quan nào tới công chúng. Còn về phía người ngoài thì chỉ muốn hỏi tại sao con trai của Triệu Lê Dĩnh cũng sắp một tuổi rồi mà Phùng Điều Phong vẫn bị người hâm mộ từ chối. Ngay từ khi tin đồn về mối quan hệ giữa cả hai mới chớm nở, người hâm mộ của Triệu lệ Dĩnh đã rất không muốn nhìn thấy Phùng Tiểu Phong, chủ yếu là vì lịch sử tình yêu trước đây của Phùng Tiểu Phong có phần phong phú. Khi quê cung tỏa Tâm Ngọc, sự tương tác với Dương Mịch đã quá gần, sau đó Nghê Ni lại trở thành bạn gái của Phùng Tiểu Phong. Sau khi chia tay Nghe Ni, Lâm Duẫn lại trở thành bạn gái tin đồn của anh. Tất cả những mối tình lẫn người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phùng Tiểu Phong đều quá nổi tiếng nên đã quá ồn ào. Năm 2018, Triệu Lợi Dĩnh bị đồn mang thai với Phùng Tiểu Phong. Đối với loạt tin tức này không hề có lợi cho thần tượng có hỏi chút nào, người hâm mộ Triệu Lợi Dĩnh tự nhiên không muốn tin vào điều này. Nhưng không lâu sau khi hai người tuyên bố kết hôn, Triệu Lợi Dĩnh đã sinh ra một tiểu Phùng Tiểu Phong. Nhưng vào lúc này đây, tràn lan trên các mặt báo là những tin tức bất hảo về mối quan hệ của cả hai người mà dùm bên nhất chính là tin Phùng Tiểu Phong ngoại tình với hot girl Tăng Nghệ trong suốt khoảng thời gian ồn ào này, triệu lệ dĩnh không hề online, không hề đứng ra bênh vực, giải thích hay có bất cứ hành động gì. phùng tiểu phong trở thành đối tượng bị chỉ trích chỉ sau một đêm. sau đó phùng tiểu phong hoàn toàn phủ nhận mọi việc và thậm chí đã đưa ra một lá thư của luật sư để làm dịu vấn đề. đoàn đội của triệu lệ dĩnh thật sự rất bình tĩnh và đã không trả lời về vấn đề này. mặc dù thỉnh thoảng có những cảnh ngọt ngào của cả hai người được chụp cùng với nhau, nhưng người hâm mộ của triệu lệ dĩnh vẫn nghĩ rằng phùng tiểu phong đang hút máu triệu lệ dĩnh trên thực tế mỗi cặp vợ chồng có cách hòa hợp riêng miễn là cả hai đều cảm thấy vui vẻ thoải mái trong mắt người ngoài phùng tiệu phong có thể không phải là ứng cử viên sáng giá nhất vậy nhưng miễn là triệu lợi dĩnh cảm thấy phù hợp thế là đủ chưa kể người hâm mộ của triệu lợi dĩnh có thể công nhận phùng tiệu phong hay không quan điểm của cư dân mạng này là hoàn toàn chính xác triệu lợi dĩnh là một diễn viên miễn là mọi người chú ý tới công việc của cô ấy thì đối với cuộc sống của dĩnh bảo cô ấy vẫn cần để lại cho mình một không gian riêng tư Mới đây thì trên đường di chuyển tới trường quay Cửu Châu học Châu Phu Nhân thì Dương Mịch đã bị quay lén, thậm chí góc quay còn rất nhạy cảm và sự việc này đang khiến cho fan của nữ diễn viên vô cùng tức giận. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Khi tới trường quay Cửu Châu học Châu Phu Nhân làm việc, Dương Mịch đã bị biến thái quay lén. Video clip này sau đó được chia sẻ trên Weibo và đã gây ra làn sóng phẫn nộ cho người hâm mộ ngôi sao của Tam Sinh Tam Thế thập lý Đào Hoa với tất cả diễn viên, nhân viên đoàn phim khác, người này quay ở góc chính diện. Chỉ riêng với Dương Mịch là hắn ta đặt máy từ dưới chân lên. Do Dương Mịch mặc váy ngắn, vậy nên đặt góc quay như thế này là vô cùng nhạy cảm. Rất may nữ diễn viên có mặc quần shop bên trong nên tên biến thái không thể đạt được mục đích. Khi phát hiện ra hành động sai trái này, Dương Mịch đã bỏ chạy thật nhanh. Phía ekip quản lý của Dương Mịch cũng nhanh chóng vào cuộc xóa bỏ video clip hoàn toàn. Cũng vì vấn đề Dương Mịch bị đám đông người hâm mộ che lấn gây nguy hiểm mà vui chính đã đang trách mắng. Vui Chính cảm thấy tức giận vì việc đám đông có nhiều người không đeo khẩu trang và có hành động quá khích với diễn viên. Đồng thời, biên kịch lắm chiêu này cũng kêu gọi người qua đường có ý thức, không dùng điện thoại quay phần dưới váy của các nữ diễn viên. Được biết, Cửu Châu học Châu Phu Nhân là dự án truyền thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Tiêu Như Sắt. Bộ phim xoay quanh số phận của ba nhân vật gồm Đế Húc, Phương Trư và Hải Thị trong cuộc chiến quyền lực bảo vệ Thái Bình ở Đại Trưng Vương Triều. Đồng thời đây cũng là câu chuyện tình yêu cảm động giữa Thả Loạn Lạc của Hải thị với các nhân vật nam, trong đó Dương Mịch đóng vai Diệp Hải thị, còn Trần Vĩ Đình thì đóng vai Phương Trư. Nhân vật Diệp Hải thị là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, tính cách lại ngay thẳng cương trực. Diệp Hải thị có tình cảm với cha nuôi Phương Trư, vậy nhưng nhiều năm không thể nói thành lời vì cách biệt thân phận. Sau này, Hải thị nhận nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế trẻ Đế Húc thì lại khiến người này yêu nàng say đắm. Siệp Hải thị sẽ làm thế nào giữa hai người đàn ông là Đế Húc và Phương chưa đây? Các bạn thân mến, mặc dù mới ra mắt tập đầu tiên, vậy nhưng show thực tế Ăn khách thử thách cực hạn do Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia đã vướng phải lùm xùm đạo nhái và hiện tại sự việc này đang đứng trên top 1 hotshot. Tập 1 của chương trình thực tế Thử thách cực hạn phần 6 vừa lên sóng đã gây xôn xao dư luận. Ngay thời điểm tập 1 ra mắt, từ khóa Thử thách cực hạn 6 đã nhảy lên top 1 vị trí hotshot. Ngoài ra, từ khóa liên quan tới chuyện, Đặng Luân cởi áo để cho các đồng nghiệp là giả nãi lượng, lôi ra âm giác hơi trên sóng truyền hình cũng đứng vị trí thứ ba trên hot shirt. Về phần rating, thử thách cực hạn phần 6 cũng thuộc hàng ăn khách. Số chủ đề mà chương trình này tạo ra cũng đủ để cư dân mạng bàn tán xâm tụ suốt cả vài ngày. Khi mà ekip sản xuất còn chưa kịp ăn mừng thì đã nhận ngay lời tố cáo đại nhái show Tân Tây Du Ký của Hàn Quốc. Cư dân mạng đã chỉ ra rằng một số trò chơi đặc sản của Tân Tây Du Ký đã xuất hiện trong thử thách cực hạn phần 6. Những hình ảnh liên quan tới dàn cát, gồm địch lệ nhiệt ba, đạo luân, giả nãi lượng cũng bị mang ra bàn tán và chê cười. Trước làn sóng chỉ trích, đạo diễn của thử thách cực hạn phần sau đã đăng đàn giải thích rằng cách chơi không giống nhau mới là cốt yếu, bát cơm giống nhau, vậy nhưng mùi vị cơm khác nhau mới là điều người ta cần. Ngay sau khi lời giải thích xuất hiện, cộng đồng mạng càng phản ứng gay gắt hơn. Nhiều người cho rằng phía thử thách cực hạn phần 6 đã đạo nhái mà còn không biết xấu hổ. Không ít khán giả cho rằng, ekip sản xuất nên thay đổi các trò chơi, đừng sử dụng trò chơi do người khác sáng tạo ra. Dẫu vậy, vẫn có nhiều khán giả bênh vực ekip sản xuất với lý do rằng chỉ là chương trình vui vẻ thôi. Các nghệ sĩ như Đặng Luân, Địch Lệ Nhịa Ba, Lôi Giả Âm và Giả Nãi Lượng đều đã cống hiến hết mình. Nếu có trách thì nhắc nhở ekip sản xuất nhẹ nhàng, đừng nên miệt thị các nghệ sĩ vì họ không làm gì sai cả. Các bạn thân mến, mới đây thì lịch trình làm việc của Vương Nhớ Bắc đã được một blogger tiết lộ và theo đó thì fan hâm mộ đang vô cùng lo lắng với cường độ làm việc dày đặc của anh chàng. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Gần đây vì vấn đề phan cuồng mà Vương Nhớ Bắc, người vừa đóng máy từ đoàn phim hữu phỉ không thể sắp xếp lịch trình một cách ôn thỏa. Bất luận là hoạt động công khai hay lịch trình cá nhân của Nam Minh Tinh đều bị ảnh hưởng. Phía Weibo chính thức của anh chàng cũng không đăng tải bất cứ thông tin gì nếu có thì chỉ có giọt gì từ những nguồn tin khác. Theo như blogger mới tiết lộ thì phim mới Băng Vũ Hỏa do Vương Nhất Bác đảm nhận vai chính sẽ khai máy vào ngày 18 tháng 5 tại si Ban Nam. Nhìn thấy lịch trình làm việc của Vương Nhất Bác, không ít người cảm thấy thật sự quá dày đặc, vừa gia nhập đoàn phim còn làm sâu đến không ngừng. Đối với những tin đồn liên quan tới những diễn viên khác tham gia vào Băng Vũ Hỏa đều mang cảm giác nhẹ nhàng hơn khi mà họ là những diễn viên thực lực lâu năm trong nghề, không theo hướng lưu lượng thần tượng. Chuyến bay của Vương như Bắc cũng được tiết lộ, không bất ngờ gì khi mà ngày 11 tháng 5 anh cũng sẽ có mặt ở Si Song Ban Nam. So với những diễn viên gạo cội thì Nam Minh tính đến chậm hơn một bước, vậy nhưng cũng có thời gian gần một tuần để chuẩn bị. Sau khi gia nhập đoàn phim, có lẽ ekip sẽ phải đối mặt với việc Vương Nhơ Bắc thường xuyên rời khỏi đoàn. Bên cạnh ghi hình chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng do anh làm MC cố định, Ngoài ra, anh còn đảm nhận chức đội trưởng trong show, đây chính là vũ đạo đường phố vừa được thông báo cách đây không lâu. Theo như tiết lộ, Thiếu niên chi danh chương trình cùng đài và hướng về cuộc sống sau được quay ở Si Shuang Banna có lẽ cũng có sự góp mặt của Vinh Nhân Bắc, khách mời một tập hoặc vài tập. Theo đó, với Nhân Bắc sẽ có một bộ phim truyền hình vai nam chính, ít nhất hai chương trình tống nghệ. Trong thời gian đó, không chừng còn có quảng cáo tạp chí phải quay, khó trách anh chỉ có thể ngồi trên xe. Vương Nhân Bắc vốn là một trong những nam minh tinh đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí hoa ngữ hiện nay sau sự thành công của web drama Trần Tình Lệnh 2019 trở thành một trong những cái tên được truyền thông săn đuổi nhất hiện nay. Giới giải trí hoa ngữ, đặc biệt là với tiểu sinh lưu lượng rất dễ bị thay thế bởi một cái tên khác, nếu không tranh thủ cơ hội, đợi qua đi cũng sẽ tiếc nuối không kịp. Bài chủ của Vương Nhất Bắc cũng từng nói rằng, nổi tiếng sau một đêm thì dễ, muốn phát triển lâu dài mới khó. Với hành trình dày đặc thế này của Vương Nhất Bắc, không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bằng Vũ Hỏa là bộ phim truyền hình về đề tài thanh xuân truy bắt ma túy, Kể về những chiến sĩ truy bắt ma túy dùng nhiệt huyết và sự trung thực của mình để bảo vệ an ninh cho xã hội. Đây là bộ phim song nam chủ, hai nam chính. Rất nhiều cư dân mạng lo lắng rằng bộ phim sẽ do một mình Trần Hiểu gánh nếu như Vương Nhất Bác thật sự phải thường xuyên rời đoàn như vậy. Chúng mình là Hong Sebit, đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.